Cảm nhận sau khi đọc bài ghi chép Duyên Lão của tác giả Đỗ Đức Thắng và bài thơ Gặp Nhau của tác giả Nguyễn Thu Hải, viết về cái duyên gặp nhau của các bác, các anh cũng giống như mọi người bạn khác đã từng kết bạn với nhau trên trang mạng Facebook. Nhưng không phải gặp nhau kết bạn là trở thành thân thiết. Gặp được nhau kết bạn và giữ tình bạn được bền lâu cũng là cái duyên và sự đồng cảm, thấu hiểu và trân trọng nhau, cùng vun đắp, cùng chia sẻ, cảm thông, thì cái duyên ấy càng ngày càng đưa họ lại gần nhau hơn. Mời quý vị và các bạn thưởng thức bài Duyên Lão, ghi chép của tác giả Đỗ Đức Thắng, qua giọng đọc của nghệ sĩ Mạnh Hùng. Tôi có duyên lão, các bạn văn chương toàn người già cả, có cụ đã ngoài bát tuần. Ấy vậy mà hồn thơ còn lai láng. Tôi tiếp xúc nhiều, thành ra thân quen, thường gọi điện cho nhau và tán đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Cũng có lần chúng tôi ngồi giữa phố phường Hà Nội, vắt chân lên ngồi hút thuốc lào, vẻ mãn nguyện của phường văn sĩ. Chúng tôi gặp nhau nhiều, tất cả ở cái tình. Có khi gặp nhau chỉ cần bắt tay thôi thì tất cả đều hiện lên chân thành từ ánh mắt. Cụ Trịnh Ngọc Dung là nhà thi ảnh tài ba. Tôi gặp cụ gần 6 năm rồi. Cụ là người khá giản dị với cái dáng đi chỉ một chân rưỡi. Cụ là bệnh binh, hưởng trợ cấp cập kèm. Ấy mà con cái vẫn thoải mái cho cụ lặn lội khắp từ Nam ra Bắc. Chả có cuộc vui nào cụ bỏ qua. Cụ khá cẩn thận trong bộ sưu tập ảnh của mình. Bất cứ bạn bè nào có trong tầm ống kính của cụ, nếu mất ảnh thì nhắn tin gửi qua, cụ đều đáp ứng được. Bộ sưu tập thi ảnh của cụ dường như bất tận. Cụ lưu giữ theo mốc thời gian. Bất cứ ai muốn tìm vào thời điểm nào cũng có. Bái phục cụ thật. Cụ Nguyễn Thu Hải lại là một lão bối trong làng văn. Khối tài sản nổi để trong căn nhà tập thể, cụ đang ở ngoài phố, là một thư viện sách mini mà cụ sưu tập về. Mỗi lần có khách là bạn bè văn chương tới thăm, cụ dẫn dắt đi tham quan một vòng với tất cả niềm tự hào của một người yêu chữ. Cụ thật vui tính, ai đến nhà cụ cũng nở nụ cười. Dù già hay trẻ, cụ đều đón tiếp thật chu đáo. Tôi đến nhà cụ vài lần, lần nào cụ cũng ra tận ngoài cửa bắt tay. Mặc kệ đời, dù năm nay cụ đã 83, nét phong trần của cụ lão 83 vẫn vẹn nguyên từ nụ cười qua ánh mắt. Cụ là người am hiểu chuyện tứ phương, bởi cuộc đời cụ trải qua từ thời còn phong kiến, xông pha chiếm lĩnh mọi chiến trường, rồi hòa bình cụ lại trở về làm người xây dựng. Suốt từ Nam chí Bắc, chả có miền đất nào cụ chưa đặt chân qua. Ngoài 80, cụ mới xuất bản 2 cuốn sách gọi là tự truyện, nhưng người ta thấy trong đó nhiều thứ lắm. Tôi còn trẻ và có duyên với các bậc trưởng lão là một niềm vinh dự. Cuộc đời này ngắn lắm, chả biết lối nào mà lần. Chỉ mong sao các cụ sống đến tuổi trăm, để biết đâu mình lại có duyên để còn gặp nhau thêm vài chục mùa xuân nữa. Biên Hòa, ngày gợi nhớ. Từ cảm nhận 2 bài viết Duyên Lão và Gặp Nhau, tác giả Ghi Nguyễn đã chuyển thể thành làn điệu chèo Đào Liễu. Mời quý vị và các bạn thưởng thức qua trình bày của nghệ sĩ Mạnh Hùng. Một ngày vào cuối mùa xuân, toàn ban biên tập quây quần bên nhau,
giao mùa xuân trước hè sau, chung vui chụp ảnh ngâm câu thơ tình. Chưa biết ni dạng ni hình, bao năm kết ni bạn trên ni phây, đón hạ ni năm mi này, có dịp ngồi đây hàn huyên tâm sự chuyện của ba người. Biên tập chúng tôi nghe trong lòng, ai cũng nghĩ ai cũng thật hình vui. Như bác đi thở nghĩ cay, quán chi làm việc ngày đêm, không kể ni giàu ni nghèo, tác giả gọi tên nhờ bình hay hát, gặp những ca từ hình ảnh hiếm hoi vẫn kiếm tình, sao để đi vui lòng bạn đi chơi. Trong ban biên tập chân dung, niềm vui là chính, cùng chung một lòng, mỗi người một việc gắng công, dù ai sai đúng cũng không giận hờn. Sợ bạn ni buồn ni lòng, nhịn ăn không ngủ gắn ni xong, mãi miết ni trong ni phòng, chọn hình ghép âm khi thì máy hỏng, đôi lúc trở trời nói chẳng thành hơi, bệnh thế mà đâu chịu nghỉ đâu chịu nghỉ. Khi muốn đi viết ni bài, ba ông tin nhắn đổi trao, ý hợp mi tâm mi đâu, ta lại cùng nghĩ nhau, ông thì ngâm hát, ông viết lời bình, ông khoác áo thơ ba ông già, thỏa sức thỏa sức đam mê.